Xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay á, mình có hai cái mẫu combo, một cái quần áo và một cái bàn trang điểm. Chất lượng là gỗ sồi nha. Mình sẽ quay sát lại cho mọi người coi đồ mình sẽ nói. Đây cái bàn trang điểm trước đi. Thì cái thằng này mình gọi chung á là mình nói là gỗ sồi, nhưng mà bên mình phân biệt với cả hàng Bắc hàng Nam thì mình gọi là gỗ sồi khác nhé. Cái bàn trang điểm Ova này, một cái bàn ngang 1m, có một cái ghế đi kèm này, giá hiện tại mình đang bán là 3.600.000 nha. Cái kích thước phải ngang cho 1m lận. Cái thằng này thì bên mình là sâu tới 40, sâu tới 40. Thì á, cái mẫu này là một cái mẫu mới, và cái mặt cái hình mặt trăng này nó rất là đẹp nha, mà nó thiết kế theo kiểu đơn giản hiện đại. Đó. Những cái nhà giả sử như nhà bình thường, nhà cấp 4 để cũng được, hoặc là nhà chung cư để cũng được nha. Rất là sang đây, nó có hộc ngăn kéo thì nó có tất cả 5 hộc ngăn kéo lận. Thì cái hộc để đồ nó rất là nhiều. Hoài mọi người coi. Thì những cái nhà, những cái người con gái nào hay phụ nữ, chị em phụ nữ nào á mà đồ nhiều á, mình có thể sử dụng cái bàn trang điểm này. Và cái mặt này lớn nè, mình có thể ngồi trang điểm được, ok. Thì cái thằng này ngoài gỗ sồi ra thì nó cũng phải pha là gỗ thông ghép nhé mọi người, chứ không phải là gỗ sồi 100% được. Gỗ sồi 100% thì nó giá nó sẽ rất là cao. Thì bên mình là những cái hộc ăn kéo này nè, bên mình cũng phải pha gỗ thông ghép để giảm cái giá thành nó xuống. Giá hiện tại là 3.600.000, là đã bao gồm vận chuyển 40 km ra hàng tận nhà cho mọi người rồi nhé. Ngoài ra thì mình có cái tủ áo đây nè, tủ áo này là 1m8 2m nha, cũng là chất liệu gỗ sồi luôn. Và nó cũng sẽ phải pha một chút cây gỗ mà gỗ thông ghép. Thì pha như thế nào thì mình sẽ nói đây. Thì cái loại này bên mình á, thì là vai xương và cắn. Hông này là gỗ sồi hết. Đình là gỗ sồi. Đây đình là gỗ sồi, nhưng mà những cái tầng ngăn này nè, những cái tầng ngăn này và hộp ngăn kéo kéo ra, thì những cái ngăn kéo này thì nó cũng phải pha là gỗ thông ghép nha. Thì những cái nhà nào mà có cái diện tích phòng ngủ lớn ấy, mình có thể sử dụng cái tủ áo 1m8 2m này, nó cũng khá là lớn. Nếu mà cái tủ đồ này thì có thể sử dụng được cho 3-4 người để cái tủ này được. Thì ngoài cái mẫu tủ này mình có cái mẫu tủ cắn trơn. Thì dưới cái video này mình sẽ đính một cái link tủ cắn trơn, mình đã có quay một cái video rồi ấy, thì mình cũng sẽ giới thiệu vào luôn. Và cái tủ đó, cái tủ này là bằng giá nha, nó chỉ khác cái mẫu ngoài chạy thôi, còn về kết cấu bên trong thì nó cũng gần khá là giống nhau. Cái này thì mình giao cho anh Đỏ ở Xuân Lộc nhé. Anh Đỏ thì anh đặt cái nội thất phòng ngủ này của bên mình. Đây, cái tủ áo nó cũng giống luôn bên này. Mình nhắc lại nè, chất liệu gỗ sồi khác. Và cái thằng này bên mình cây qua khơi sẽ cẩn thận, nhưng khi mà bạn xài thì thứ nhất là nó chống nước là tốt nè, và chống mo giật nè. Đó thì mình xài nó bền, nó không có bị hư được. Và cái cây này mình đã qua xử lý rồi thì nó cũng không có thể nào bị mối mọt, mối mọt được nhé. Nếu như mà bạn có thắc mắc hay muốn tư vấn về cái mẫu của quần áo này thì bạn có thể để lại bình luận hoặc là comment phía dưới bạn biết nhé. Nhưng mình sẽ có thêm những hỗ trợ cho bạn. Rồi nếu bạn thấy clip này hay hoặc là muốn theo dõi nhiều cái video về sản phẩm ấy, thì bạn có thể đăng ký kênh của bên mình. Thì bên mình luôn cập nhật những cái mẫu sản phẩm nội thất mới nhất cho những cái khách hàng đang có nhu cầu nhé. Và nếu như mà thấy hay thì hãy ủng hộ mình bằng nút đăng ký phía dưới. Rồi xin cảm ơn và chào tất cả mọi người. Đây cái tủ áo này đây, một cây nguyên như vậy thì bên mình là giá là 8.300.000. Kích thước là 1m8, cao là 2m. Còn cái chiều sâu của nó thì là 57 nhé. Cái bàn trang điểm là ngang 1m, sâu là 40. Giá là 3.600.000. Nó có một combo là một cái bàn trang điểm và một cái ghế đi kèm. Chất liệu gỗ sồi. Luôn nha cả nhà. Cũng là kích thước 1m8, ngang 1m8, cao 2m đó. Giá 8.300.000 nha. Nếu như mà bạn đang có thắc mắc hay là muốn tư vấn về cái mẫu tủ áo và bàn trang điểm ấy, thì bạn có thể để lại bình luận hoặc là comment phía dưới bài viết nhé. Bên mình sẽ có nhân viên hỗ trợ tận tình cho bạn. Rồi nếu như mà có thể bạn có thể theo dõi mình mà nhiều cái sản phẩm đồ nội thất thì bạn có thể đăng ký kênh của bên mình. Bên mình sẽ luôn cập nhật những cái mẫu mới nhất và tư vấn cho bạn nhiều cái cách để bạn chọn lựa những cái sản phẩm đồ nội thất, làm sao cho các căn nhà của bạn hợp lý nhất và phù hợp với giá tiền của bạn nhé.
Rồi xin cảm ơn và chào tất cả mọi người.